Thầy nói chữ tập đề Na Đà mở cửa để đem vào cái khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Sự đầu tiên của người mà nếu không chịu cực nhọc để mà tầm cõi cái đạo lý đó cô bác anh chị em, thì chúng ta không bao giờ bước lên cái thềm giải thoát được đâu cô bác anh chị em. Trên đồi cao sen không thấy mọc, sống an nhàn khó học chữ tu cô bác anh chị em. Chữ tu mà nếu nói rằng vấn đề nó dễ như ăn bánh đấy hen, thì Phật Thầy Tây An không có nói đâu. Ở trong cái quyển Tri La Bửu Tích, nếu như ai có từng đọc lại cái đoạn văn của Đức Thầy vậy, Phật Thầy Tây An viết đó là tu mà dễ cũng như ăn bánh. Tu thông thường khó, thấy tánh đặng đâu. Tu theo cái lối thông thường nó nhàn nhã quá vậy đấy hen, thì muốn thành ông tiên ông Phật không bao giờ được đâu cô bác anh chị. Như vậy thì hôm nay thầy mới dùng cái bài sơ giải tứ diệu đế để nói rằng hôm nay cái người muốn nhập vào cái chương trình giải thoát thì chúng ta phải đi đầu đề, phải chịu cơ khổ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn, lòng dục tu thì phải thiệt hành chứ đừng có ham điều sung sướng. Cho nên sang đâu tới kẻ ngủ trưa, giàu đâu tới kẻ xa xưa tối ngày, hay là làm giàu còn khó lắm thay, huống chi làm Phật mà làm thần dễ đâu. Muốn thành ông Phật ông tiên mà trưa ngủ giấc chiều ngủ giấc không mà thành ông Phật ông tiên sao được, phải không? Cho nên từ đó hôm nay thầy mới dùng cái danh từ này để nói là kata kể sơ ít điều cho vắn tắt, và thầy muốn nói gọn gãi y như Đức Phật Thích Ca khi xưa ngài nắm một lá cây rừng cây Sinsama đó mà dạy mọi người. Dùng cái lá cây đó để nói rằng tại sao ta không đem những cái hiểu biết như rừng cây mà dạy các ngươi, mà ta chỉ đem một nắm cây dọn dẹn đây là cái giáo pháp của Đức Thầy đưa. Trong đó nó có chỗ để tri khổ, đoạn tập, chứng diệt về tu đạo, biết được tất cả các cái sự khổ của thế gian này. Ngài gom lại nói cái câu là Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà đã nhiếp lại có tám thần. Ngài đem cái chỗ nhiếp lại nó tức là gom lại. Đó, năng nhiếp, năng quán, cố danh di kinh. Ngài viết ra kinh để mà quán xét lại tất cả việc triệt đời, đem gom lại dọn dẹn như một lá cây rừng cây sơ ba để mà dạy mình. Đó là tri khổ, tức là ngài nói tám điều khổ thôi. Trong đó trong cái quyển khuyến thiện bà con nào gì coi đó, thì trong đó không còn thiếu sót các sự khổ của bác anh em. Đó, cho nên từ đó hôm nay thầy mới nói qua tri khổ đoạn tập, tức là chúng ta phải đoạn những các tập duyên của chúng ta, bắt đầu sự sanh khởi như thế nào đó trong 12 duyên sanh. Chúng ta phải coi trong 12 duyên sanh đó, rồi á là chứng diệt, là tức là cái môn hoằng diệt. Trong này đó Đức Thầy viết đó, nếu ai mà tìm được con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận chẳng giả ghét ganh, khiên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt. Đó là ngài đưa ra phương pháp diệt khổ đó cô bác, gọi là tri khổ đoạn tập để chứng diệt. Đến cái chỗ là tu đạo là đem ra bát chánh đạo, tám con đường ra khỏi nẻo sanh tử luân hồi. Cho nên từ cái đó bà con khi đọc qua trong cái bài văn dò bổn đạo đó, đạo màu bát chánh ráng ghi, thứ nhất chánh kiến chuyện chia xem nhìn, luận bàn chân lý cho minh chuyện chia xét toán xảo tinh, mới là thứ nhì chánh mạng vậy mà, việc làm do lĩnh tâm hồn khiến sai, thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu, thứ tư chánh nghiệp mặc dầu nghề chi thì cũng ngõ hậu làm ngay, tà gian tánh nấy tù đài, của người tham nhũng nghề này chớ tham, thứ năm tinh tấn hậu đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan, thứ sáu chánh ngữ liệu toan, nói năng điều chánh thì an chứ gì, thứ bảy chánh niệm vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, thứ tám chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên, ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hớ hơn với người, hành y thì đáng vàng mười tùy lòng tùy sức của người đời nay. Như vậy cô bác anh chị em, vàng mười của Đức Thầy đưa là bốn chỗ, mà cái chỗ này là cái chỗ lên con đường giải thoát rồi, đó là bát chánh đạo đó cô bác anh chị em. Bát chánh đạo hành xong nhận nhã khai quyền quang rõ cả trước sau, thân trong rạng ánh nhiệm màu, mười phương tam cõi sẽ thâu kế đường, sẽ thấu triệt nguyên nhân vạn vật và thông tri cõi Phật niết bàn, tu hành mở được ngũ quang thì ai dám gọi Tây Phan Sa Đà. Như vậy cô bác anh chị em, Đức Thầy dùng cái danh từ này. Cho nên trong các bài không ngủ, Đức Thầy mới nói là ta kể sơ ít điều cho vắn tắt. Nghe thì mình nói sơ tức là chắc là nói đơn giản, nhưng mà không phải đâu. Sơ là sơ giải tứ diệu đế, và đồng thời nói qua những phương pháp hành đạo vượt cái đường sanh tử luân hồi, để rồi tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe, tu vượt cái dòng sanh tử mà, hay là nguyện tu thành Phật chẳng làm độ trong sanh chúng hết lâm tai nạn. Vậy thì câu thứ nhất là ta kể sơ ít điều cho vắn tắt. Ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Đời là gì? Là những người ngoài cửa đạo, họ chưa nhập môn vào đạo. Khi mà ước mơ cho họ trở về vấn đề nhập môn vào đạo để mà tu tập, mới hiểu được cái lý đạo, họ mới vượt cái dòng sanh tử của bác anh chị. Còn người không hiểu đạo rồi thì thầy nói đó,
về vấn đề cái người không hiểu đạo rồi thì trái lại cũng như một rừng cây vậy đó, trí phàm như chốn sơn lâm, dại dân như phá rừng cầm cho dân. Cái trí phàm phu của người chưa biết tu đó ý như một cái khu rừng rậm rạp, nó tối tăm cô bác anh em mà. Thường nhân là tánh tục hàm, biết đâu tội phước luận đàm tương lai. Cái người mà đời đó họ cho rằng sát lò giặc đó họ nói là làm phước cho họ, không có nói là ác đâu cô bác anh em. Đó, cho nên phá du thần luận thường cho rằng thân xác tức con người, thân còn người còn thân mất người mất. Không có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội, có phước, có giới, có hồn. Đời là thân xác của con người, sống là tranh đấu, mạnh nặng, yếu thua. Cô bác anh chị em thấy không? Nỗi có đáng nhân của thầy Đức Thầy viết đó. Là ngoài ngưỡng cửa đạo biết bao những cái dạng người, họ tối tâm, ngu muội, họ không biết gì tội phước giữ lành. Cho nên thầy thương, cho nên thầy mới dùng cái danh từ là ước mong đời, xét kỹ đặng tu hành. Cái người không xét kỹ đó cô bác anh chị em làm sao tu được. Quý vị còn coi trong lịch sử đó, ông vua Khang Hy bên Tàu nhờ xét kỹ trong lời Phật dạy, mà ông dám nói cái câu là làm vua thua làm Phật cô bác anh chị em. Cho nên lúc bây giờ mới viết lên hai câu trên răng mình á, ngã bổn Tây Phương nhất nạp tử, dân hà đọa lạc đế dương gia. Ngài nói rằng ta là người cốt Tây Phương Phật, nhưng mà cớ sao lại đọa lạc vào trong chúng hoàng cung như vậy. Làm vua mà ông cho đọa lạc là người đã giác ngộ, đã xét kỹ rồi đó. Nhưng mà chưa, qua đến cái thời kỳ nhà Tống đó cô bác anh chị em coi trong lịch sử, thì ông má là ông vua tô, ông Tô Đông Pha hiểu là tô thức, sau khi được nghe lời giác ngộ của ông Phật Ấn Thiền Sư trên Kim Sơn Tự, từ đó ông về viết lên hai câu để răn mình là tích nhật phú quý như nhất trường sương mộng, nghĩa là một ngày sống trong cuộc đời giàu sang êm ngã bằng một giấc mộng dài không hơn không kém vậy. Cho nên thầy nói khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng nam kha chốn thế trần. Mình sống đây là cái giấc mộng của bác anh chị em mà. Nhưng mà chưa, đến thời kỳ chúng ta coi tâm tam cố mau lư đó, ba anh em Lưu Quang Trương trong thời kỳ tông mất dẫn chiếc cái cây lợi, thì lúc bây giờ đó ba anh em đến cầu cạnh ông má là Khổng Minh trở về giúp cho nhà Hán. Nhưng mà anh em vừa đến nơi thì ông Khổng Minh đó, ông mới vào ở trong cái túp điều trên đó, ông mới là ngủ đi dây mặt vào vách. Thành ra ba anh em mới quỳ ở trước sân đó là chờ đợi ông Khổng Minh cửa mình mà thức dậy rồi mới cầu ông trở về giúp cho nhà Hán. Thì ông Khổng Minh biết ở phía sau mình đây đã có ba người quỳ đây đó, mà cầu cạnh mình đây. Cho nên liền lúc bấy giờ đó ông cửa mình giải qua rồi đó, ông ngâm lên bốn câu thi của bác anh chị em à. Đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã tử tri, thảo đường xuân thị túc mà hương ngoại đất ngọt trì trì. Nghĩa là mộng lớn ai người sớm tỉnh ra, bình sinh ta chỉ biết một mình ta, nơi túp liều tranh bừng tỉnh dậy, ngoài hiên bóng xế đã tà tà. Thì cô bác anh chị em biết là đó là cái mộng lớn đó, cái mộng mà nước này đánh nước kia đó cô bác anh chị em à. Dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo câu danh lợi là lấp đường nghĩa nhân. Vì danh lợi tương tranh mà con người phải giết nhau cô bác anh chị em à. Đó, cho nên đó là Đức Thầy cho biết là những cái số người đó là những người mộng lớn đó cô bác anh chị em. Còn mộng mình đây đó là mộng nhỏ. Mà dầu mộng nhỏ trong mái gia đình chăng thì chúng ta cũng phải đành chia tay cô bác anh chị em. Phụ mẫu thăm ân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điểu đồng lâm túc mà đại hạn la thời các tử phi. Nghĩa là cha mẹ ân sâu còn cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ rồi sáng dậy con nào nấy bay đi. Thật sự ra chúng ta sống trong cuộc đời giả ảo, dầu là tình duyên thân bằng quyến thuộc, anh em cha mẹ vợ con chồng vợ chăng đi nữa thì chúng ta cũng là một tạo của nhân duyên giả. Đức Thầy viết cho bài Tham Tá Ngà: tạo duyên giả, phàm gian thân giả. Tạo của nhân duyên đây, cái thân xác đây đã giả rồi, mà cái phàm gian cái thân đây nó cũng là giả. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta biết được cái cảnh đời là giả ảo, thân thế là vô thường, trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán nọ ở gian đường, mọi người là khách dừng chân tạm rồi cũng ra về khách diễn phương. Nghĩa là những người có mặt ở đây đó, chúng ta lần ngược rồi ra đi hết, kẻ đi trước vị sau à, không ai khỏi được đâu à. Chỉ chứng bậc quả phần La Hán, cảnh niết bàn dứt cạn khổ đau, còn trong ba cõi trần lao thì những điều sống chết ốm đau là thường. Thôi thời giờ có hạn, vậy thì hai câu của đồ đạo chúng tôi lấy cái phần chú giải, cái ý thánh của Đức Thầy không làm sao lượng hết được à cô bác anh chị em. Vậy thì ta kể sơ ít điều cho vắn tắt: ước mong đời xét kỹ đặng tu hành, nếu điểm lên hai câu nữa là Phật từ bi đặng chữ cao thanh, người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Thôi thời giờ có hạn, chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu phần mình đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, hát rồi, rồi. Thưa quý vị, chúng tôi cũng rút nước cốt dữ lắm đó, nhưng mà tại vì lâu lâu gặp cái gia đình cũng có nhân viên sau đây, cho nên thời gian chúng tôi cũng lấy hết ý của mình sự tu học để mà trao đổi.
Thì thôi bây giờ chúng tôi trở lại với cái gia đình. Hiện nay nó cô bác anh chị em biết đó, cái người không có duyên đó thì nó khác cái người có duyên khác cô bác anh chị em. Là chúng tôi nhắc lại trong cái lời của Đức Phật khi xưa nói đó, thiên hữu chi đại, bất nhận vô căn chi thảo. Trời tuy có mưa lớn nhưng không thể ước nhầm những cái cây không có rễ. Phật pháp tuy quảng năng độ vô duyên chi nhân, cái Phật pháp tuy rộng nhưng mà không thể độ người không có duyên với Phật. Cho nên từ đó hôm nay gia đình này có lẽ là cũng có nhân duyên đối với Phật pháp, và chúng tôi mới là được trở về lần đầu tiên đây mà trao đổi. Và xin nói lại một lần nữa là hiện nay đó tôi lại gặp các cô này nè, các cô này ở Tân Phước. Dạ, hồi nãy giờ vô đây thì chỉ có mình cô biết tôi à. Bây giờ dạ 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 gì đây, yêu cầu thêm một đề nữa đi tiểu nhà, sợ mình đói. Vậy ha, vậy ha. Rồi rồi, không rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chủ nhà thì hơi băn khoăn, tại vì chủ nhà cũng có cái dự tính là cúng sớm chút, cho nên chủ nhà không có đãi mình ăn sáng, sợ mình đói. Thôi bây giờ mình nghe pháp mình no hả quý vị. Thì giờ bây giờ cũng xin thỉnh ý, giờ mình xin thêm một đề mà ở trên tay tôi cũng có đồng đạo hỏi, hỏi bốn câu, nhưng bây giờ mình cũng tóm lược bốn câu này thôi. Bốn câu ấy là trong cái bài Phố Hò Khoan, cửu cửu y nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, cùng mới nói chơi kêu ba hằng phục. Cửu cửu y nhiên là như thế nào, tình riêng tham báo là tại sao mà phải là có cái cửu cửu y nhiên mà có cái tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, tham báo thì đổ máu tuôn rơi, cùng mới nói chơi, cùng nói chơi là nói sao mà gọi là nói chơi mà chưa ban phải hàng phục. Nam mô A Di Đà Phật. Nhà đồng đạo giải dùm cho phần này. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có lẽ ra thì cái chương trình đã bế tắc trong hai đoạn giảng câu hỏi rồi, nhưng mà đây là cái sự yêu cầu của gia đình. Cái đó mình nói cái sự thật mà nói nó thì mỗi một lần tổ chức mình muốn trưa đó thì gia đình phải có cái chỗ lót tâm, tức là điểm tâm. Nhưng mà gia đình sợ có một điều là không có điểm tâm bánh mì hay gì đó ha, thì sợ cái số bà con mình đói. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay lỡ rồi, cái chương trình chúng tôi được đến đây gặp gỡ cô bác anh chị em, người ta nêu lên đây là cái sự yêu cầu. Thì thôi thì bốn cái câu này cũng tạm chia tay nghe cô bác anh em. Bốn câu này chia tay thì mong quý vị trong hội trường thông cảm. Thì cái bài Hố Hồ Khoan cô bác anh chị em biết là ít có ai hỏi lắm, nhưng mà tôi cũng không có chịu trả lời nữa, là tại sao, là vì chúng tôi đi rày đây mai đó nó nhiều lắm. Hiện hôm qua đó chúng tôi về ở xã Bình Thành thuộc về cái huyện Thâm Đình, tỉnh Đồng Tháp, và chúng tôi trao đổi, chúng tôi có nói đến trong hội trường làm ơn đưa lên câu giảng, lựa cái câu giảng nào nó đừng có thiên cơ thời cuộc, đừng có thiên cơ thời cuộc. Là gì, cô bác anh chị em biết là cái người mà lên lớn mà nói chuyện đây là họ có cái khả năng, cô bác anh có khả năng đã thuộc kinh giảng có khá rồi, mới lên đảm trách gì cái môn nghi vấn. Tôi nói cái môn nghi vấn này mà nếu nói về vấn đề thuyết trình nữa ha, thì họ nói xin thưa không có dám đâu, bởi vì thuyết trình họ dựa vào trong cái dàn bài, dựa vào trong cái dàn bài nó có mở đề thân đề kết luận đã có rồi, người ta đã ôn lại trong gia đình rồi. Nhưng mà đến nay người ta coi theo cái dàn bài nó người ta làm, mà còn cái ông mà lên nghi vấn biết người ta hỏi câu gì được, câu đó ở đâu ra làm sao này, cái là cho nên cái môn nghi vấn nó cả vấn đề. Thì thôi bây giờ ở đây chúng tôi xin thưa vậy, từ bốn câu trong cái bài Hố Hồ Khoan này nó nằm mà thuộc về thiên cơ rồi, thiên cơ thời cuộc rồi. Thì lẽ ra thì chúng tôi xin từ khước với các ông chủ nhà, nhiều cái câu giảng thầy trong giáo lý lắm, cái phương pháp hành đạo lắm, mà sao lại không đưa, mà lại đưa cái câu là Quỳnh Long Lũ Dĩ Bạch Sĩ Thiên Sanh Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu thế, mà lại là đưa trong cái bài Hố Hồ Khoan, cửu cửu y nhiên tình riêng tham báo, mà mấy cái kiểu cửu cửu y nhiên này. Thôi bây giờ ở đây chúng tôi dĩ tình gia đình chúng tôi giải theo từ ngữ thôi nghe, không bàn không mặn vấn đề sâu, bởi vì cái này để chúng tôi nghe đâu có trên mạng, đâu có số bà con mình giáo lý viên mà họ điện về đó, có số bà con là thương tôi đó, họ nói ông người ơi, nếu ai có đưa qua cái thiên cơ thời cuộc ông được có bàn. Tôi nói bây giờ tại lỡ vấn đề những cái tình cảm thôi, chúng tôi chỉ chú giải thôi, phải bàn tôi không có bàn. Thì thôi ông xứng viên cũng thông cảm nghe, nói với chủ gia đình nếu có mặt tại đây thì là ông nghe qua phần chú giải chúng tôi thôi. Vậy thì bây giờ dùng cái câu là cửu cửu y nhiên là gì? Chữ cửu cửu đó là hai con số cộng đó cô bác, chỉ y nhiên là cộng, ám chỉ cho vấn đề 9 với 9 là 18, mà 18 này là 18 nước đó cô bác. Sau này đất nước Việt Nam cộng tồn trở lại là 18 nước cô bác,
hiện nay đó các nước ngoài đang lâm le để rồi chuẩn bị cho đất nước Việt Nam sau này có một cái sự quý báu màu nhiệm ở vùng Thất Sơn. Phương Nam rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực mà quân cùng thần náo nước vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Mà cái lưu ly hổ phách này là Việt Nam mình không có đâu, có kim ngân là có, vàng bạc là có. Nhưng mà hiện nay đó đức thầy tiên tri sau này nơi có dùng bảy núi đó cô bác anh em mà đã có rồi. Bây giờ nếu có ai từng đọc ở trong cái giảng mà Kim Cổ Kỳ Quang, chính bổn thuần của ông Ba Thới đó, ông Ba Thới nói về thiên cơ thời cuộc mà ông nói qua cái quý báo ở dùng bảy núi, chúng tôi sẽ sơ qua thôi nha. Dàm hồng ngự an nam lập lại, đất đồng nai trở lại láng bà, dở sơn tô ngó thấy muôn nhà bửu vật thực của mà vô số. Trân châu báo thị thiền quán phố xưng thôn hơn dân số ba làng, đạt ngũ hương nhất tổng hiệp tràng, thiền đô thị lập làng thánh mỹ mà. Trên năm ba thê chí diệu hào quang, kho bạc kho vàng ở chổng thiếu chi, tu hành chịu chữ hàng di, ngày sau phát huệ lưu ly má màu. Quý vị thấy không, cái dùng bảy núi năm non nó quý báo sau này đó, không thể lường được đó. Cho nên là ngài nói hãy mau khuy sớm chuyên cần, đặng coi chư quốc non tầng dành chia, thầy biết được sau này cái quý báo đó là các nước họ trở về. Đó, cho nên từ đó hôm nay á, đức thầy dùng cái danh từ trong bài hố hồ khoan, cửu cửu uy nhiên mới tình riêng thăm báo, là ám chỉ cho 18 nước tới đây. Tất cả các nước bên ngoài khi mà nghe rồi bắt đầu họ trở về đất nước Việt Nam để tìm kiếm ngọc ngà châu báu đó không? Đó, cho nên từ đó hôm nay đó, sấm giang thì lộ bản vàng, chu nhu thế giới khắp tràng tế thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo là ly kỳ đua tranh. Còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ré một nơi, dòm xem châu ngọc diệu mơ, sau đời chẳng sớm tách rời khỏi mê. Quý vị thấy những cái bài này là cái bài để cho nước Bắc, thầy tiên tri giai đoạn đó ở dùng năm năm mới núi nó còn có những kỳ diệu sau này à. Nên nghĩ là cử cử duyên nhiên tình riêng tham máu, đây là mấy cái chỗ là đổ máu tuôn rơi. Khùng mới nói chơi chư văn phục là ám chỉ cho cái quyền diệu của Phật Pháp. Thầy là một vị Phật mà không cần phải tranh, ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi, lời lẽ ráng ghi thành công êm thấm có lắm người yêu. Cho nên quyền cơ pháp Phật mà quyền của Phật Pháp đó có thể là sâu màu. Đó, cho nên đó là ngài nó có ngài mở rộng vi khôi non thần gian chuyển, khùng ngồi sử phân quyền cơ, máy tạo xoay dần, đồng về Phật cảnh mười phần sinh tươi. Như vậy là cái quy lực của Phật Pháp đó, ông Tề Thiên Đại Thánh trong cái bộ Tây Du Ký có kể là có 72 phép à. Mà ông náo loạn thiên cung trên thiên đình còn phải mà nể ông mà. Còn thầy đó là thầy nói thần thông phép Phật muôn nghìn, cội lành nắm chặt ác mình thánh thơi, cái phép của Phật Pháp đó là muôn nghìn. Còn ông Tề Thiên có 72 phép thôi mà cái cõi trời còn náo động đó quý vị thấy không? Như vậy thì không có gì gì dòng Phật Pháp phát trên của bác anh em mà. Chúng ta nương theo đạo Phật mà tu tập đi. Nếu chúng ta mà niệm Phật xuyên suốt đó thì đội đây chúng ta cũng có phép màu của bác anh em. À, cho nên từ đó hôm nay người nào niệm Phật từ bi, thần lành theo giữ, sợ gì mang tay, niệm Phật có Phật giảng lai. Lâm cân nặng tám Phật sai của mình, niệm Phật có bốn thần linh. Thần thường thường ủng hộ bên mình mộ khang, niệm Phật bệnh tật tiêu tan như sưng, tan nát như hồ nước trong. Quý vị thấy cái siêu một Phật Pháp chỉ có 6 chữ lục tự thôi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái quyền diệu Phật Pháp. Cho nên cả hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo mà. À, cho nên từ đó hôm nay chúng ta rất quý. Vậy thì chúng tôi chỉ giải sơ lược qua một phần nào về từ ngữ thôi, chứ không dám vấn đề bằng sâu gì. Ở đây là nó thuộc về thiên cơ rồi. Mà trong cái bài thiên cơ đó thì chỉ thầy viết ở trong nó có ba bài. Cái bài lộ chút cơ quyền, gián màn bí mật và cái tỏ câu quyền quý là ba cái bài này thầy hé lộ thiên cơ à. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi không dám bàn, chỉ nói qua phương pháp hành đạo chúng tôi nói lâu một chút, còn nói vấn đề thiên cơ thời cuộc là chúng tôi chỉ bàn sơ thôi. Thôi thời giờ có hạn, vậy chúng tôi đáp ứng theo sự nhu cầu chung của bốn câu đồng đạo viết trong bài Hóa Hồ Quang, chúng tôi trình bày sơ lược, mong quý vị thông cảm và để chúng tôi nói lên cái lời giả từ. Thưa chư đồng đạo kính mến, hiện nay chúng ta gặp nhau trong giây phút rồi chúng ta tạm chia tay. Không một cái vật gì thế mà chúng ta có thể nó tồn tại cả. Cô bác anh chị em, thầy viết cái đoạn văn: tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó, mai đây cổ ấy cũng phi tan cái hiệp. Giờ đây chúng ta dùng cái tâm chánh niệm để chi? Để suy xét tất cả cuộc đời thế gian và thân thế của chúng ta, để chúng ta một mai chúng ta tu tập ngay trong lúc hiện giờ.
nhờ có tu tập tinh tấn như vậy, chúng ta mới chuyển qua những cái thời kỳ đại loạn, những thời kỳ biến cơ của trời đất chăng đi nữa thì chúng ta cũng vẫn giữ tinh thần y như cũ. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ Phật Thầy Thế An đó, chớ dội thấy lũy thành nghiêng ngã mà buông lèo đó toan thả thiền khơi, phải quyết tu cho được trọn đời, đừng thối thoát buông lung bỏ đạo, phải không? Cho nên Thầy than ít ai giữ đặng chí bền, tu như nước lớn cái rồng bèn thả trôi, nước lớn ồ ạt tu vậy nước rồng nó xui rít cho cô bác anh đi. Dạ. Ít ai giữ đặng chí bền, tu như nước lớn rồng bèn thả trôi thì than đó, tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm, bữa nay thì tu nó ồn ào vậy đó, nó đông vậy đó, nhưng mà ngày khác đó thì nó cũng phải lỡ đó. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng giữ cái sự bền lòng, giữ giả sắc đinh, đừng phai, đừng lợt, thân bình thảnh thơi. Thì thưa cô bác anh chị em, vậy thì giờ đây chúng ta ngồi chung trong một cái mái gia đình, thì chúng ta nhớ lại lời của ông Ba Thới viết đó, trong 6 câu: việc đời không nhớ là hay, mà việc đạo không nhớ là tiêu thay mất hồn. Làm dữ cũng có tiếng đồn, làm lành tiếng nổ như cồn. Thái Sơn dạy đời lấy đạo là khôn, mà lấy đời dạy đạo là chôn lấy mệnh. Dạ. Cho nên nói chi cho mệt thao hơi, nói rồi cũng gậy bỏ rơi tiêu trần. Cho nên phải nói nhiều lần, chẳng tin mà cải cõi trần tiêu tan, nghe mà chẳng bỏ tham gian. Cái nghe kinh nghe giảng nhưng mà cái tham với cái gian không bỏ đó. Nghe mà làm dữ chẳng an người nào, nghe mà chẳng bỏ hỗn hào, nghe mà chửi lộn ào ào nghe chi, nghe mà không giả từ bi, nghe mà còn nhớ sân si làm gì, nghe mà uống rượu ly bì, nghe mà chọc gái làm gì nên trai, nghe mà mẹ nói đôi hai, nghe mà bài bạc gái trai luôn tồn. Cho nên Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Thì thưa quý vị, thời giờ có hạn, chúng tôi đảm trách theo thời giờ của ban tổ chức thì đã hết rồi. Vậy thì trước khi giã biệt, một lần nữa không quên đốt nét hương lòng nguyện cầu hồng ân tâm bảo qua linh Đức Thầy, xin gia trì hộ độ hương linh người quá cố, cũng như cửu quyền chung chúng ta về cõi âm, sau khi nghe qua giáo lý Phật giáo hòa hảo, đồng được siêu hóa trở về cảnh an lành chư Phật, và các quả dương chúng ta đồng phát tâm bồ đề giống mảnh tinh tấn tu hành, để rồi chúng ta làm hai điều của Đức Bình Giáo Chủ là nợ thế âu toan trọn nợ thế, đường tu sớm liễu diễn điện tu. Đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua